Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bổ Não. Chúng ta ai cũng thích tiệc tùng mà đúng không? Tiệc lớn hay bé không quan trọng, miễn là ai cũng vui và khi về cầm theo một túi đồ ăn là được. Thời nay con người có nhiều kiểu tiệc lắm, nhưng mà thời xưa, cái thời xưa lắm ý, thì chỉ có một kiểu thôi. Đấy là tiệc quẩy, trong hàng. Và không, tôi đã không nói đến những tộc người như là Vauzer hay Weibo đâu. Vào cuối những năm 1990, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật một địa điểm có tên là Heiligenstadt ở Lower Galilee, Israel. Các nhà khảo cổ mong rằng họ sẽ tìm thấy dấu tích của con người thời kỳ săn lượm nguyên thủy. Nhưng càng đào, họ càng thấy lạ. Nơi đây không có nhà, không có bãi lửa nấu ăn. Đây thậm chí không phải là một khu đất, mà là một cái hang lớn cơ. Và đó có 28 bộ xương người. Họ đã tìm thấy một bãi tha ma niên đại 12.000 tuổi. Ngoài những mộ chôn bình thường thì họ còn tìm thấy hai cấu trúc khác lạ, rõ ràng là dành cho xác của những người quan trọng hơn. Trong đó có bộ xương của một người phụ nữ lớn tuổi. Dựa vào văn hóa nguyên thủy, bà có thể đã từng là một pháp sư cho nên mới có đặc cách như vậy. Mộ của bà khác biệt thế nào so với phần còn lại á? À thì tường được chát bằng đất sét và lót cả đá phiến này. Sau bên cạnh bà còn có xương trậu của một con báo, đầu cánh của một con đại bàng, hộp sọ của hai con trồn cùng cơ số các loại xương động vật khác, sẵn sàng cho bà thích cưỡi con gì thì cưỡi trên đường đi đến các vị thần. Nhưng mà đó không phải là thứ duy nhất mà người ta tìm thấy ở đây. Dựa vào những dấu tích thì các nhà khảo cổ cho rằng nghĩa địa này ngoài là nơi để người chết yên nghỉ thì cũng là nơi để người sống party nữa. Họ đếm được tổng cộng 71 xác con rùa và một số loài gia súc khác nằm rải rác tại đó. Liệu đây có phải là một nghi lễ gì đấy không? Kiểu vì rùa đi chậm cho nên giết rùa hàng loạt nhằm thể hiện mong muốn cái chết sẽ đến lâu hơn ấy. Không, phần mai rùa và xương động vật cho thấy chúng rõ ràng đã bị nấu chín và xé toạc, chứng tỏ nơi đây đã từng có một bữa cỗ long trời lở đất với hơn 70 con rùa bị sơi tái. Nếu chỉ tính riêng phần thịt từ mai rùa bị bỏ đi thì suất ăn có thể cung cấp thức ăn cho khoảng 35 người. Nhưng dựa theo những gì được tìm thấy thì khả năng số người đến dự tiệc còn cao hơn thế nữa. Và lý do cho buổi tiệc ở nghĩa địa này là gì? Thì như con người hiện đại thôi. Đó là đám tang. Kiểu cũng dễ dàng suy ra điều đấy đúng không? Ăn uống ở chỗ mồ mả mà. Các nhà khoa học suy đoán rằng đây là một cái lễ đưa tiễn người chết, hoặc ít nhất là một đám rỗ, chứng tỏ rằng con người thời nay và 12.000 năm trước cũng không khác nhau là mấy. Những bữa tiệc này ngoài để tưởng niệm người đã mất thì còn giúp người sống thời đó bớt căng thẳng, tại vì trong lúc tiệc tùng thì mọi người có thể giao tiếp gần gũi hơn và giảm bớt những xung đột không cần thiết, xây dựng lòng tin với nhau, gắn kết người với người cùng nhau nhảy nhót và ca hát trái đất này là của chúng mình, bên cạnh mấy cái mộ. Cơ mà có vẻ hội người này không giỏi đi săn lắm, tại vì kiểu rùa. Thôi nào, nếu như tôi chết và người thân của tôi phải ăn cỗ bằng rùa thì chắc tôi sẽ không bao giờ siêu thoát mất, kiểu nghe khổ vãi. Nào, bạn và tôi, chúng ta đều từng bị kiến cắn một lần trong đời. Chúng ở khắp nơi và không làm gì nhiều ngoài việc đi cắn người và ăn cái thức ăn bạn lỡ làm rơi xuống đất nữa. Một loài động vật tí hon như vậy thì có thể làm được gì hơn thế, bạn tự hỏi. Well, chúng có thể bị say khi uống rượu. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về việc này. Kiến thì không biết nấu rượu, tất nhiên rồi. Chúng lấy rượu từ đồ ăn thức uống con người làm ra, hay là ăn các loại trái cây bị lên men hoặc là bị thối rữa. Mang tiếng là bộng nhậu, nhưng thực ra chúng không thích rượu. Chúng chỉ thích carbohydrate và đường trong rượu mà thôi. Điều đáng ngạc nhiên là tương tự như con người, kiến uống nhiều rượu quá thì sẽ thành nghiện rượu. Khi một con kiến thường xuyên tiêu thụ cồn từ mức nhẹ đến trung bình, hành vi kiếm ăn của nó sẽ thay đổi. Thay vì tìm kiếm các loại thức ăn có đường thông thường, chúng sẽ chuyển sang tìm kiếm các loại trái cây có cồn. Vì hiện tượng này thú vị quá cho nên rõ ràng các nhà khoa học phải chuốc rượu cho nhiều con kiến hơn để xem chúng có hành vi gì nữa. Và phát hiện ra rằng, khi say, kiến rất hay quên. Người ta quan sát thấy những con kiến thợ khi say rượu quên mất đường về tổ, chúng bỏ loạn choạng, mất thăng bằng và ngã. Vài con còn đơn giản là ngừng cố gắng, đằm bẹp ra đấy mà kệ sự đời. Đó là khi uống quá đà, còn nếu uống một lượng nhỏ thì lại khác. Nó sẽ khiến cho kiến tăng năng suất làm việc hơn và chăm chỉ hơn hẳn. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng lượng calo bổ sung từ việc tiêu thụ đường và rượu đã cung cấp thêm năng lượng giúp kiến làm việc hiệu quả hơn. Một số con trở nên cực kỳ phấn khích, bắt đầu đào nhiều hang và đường hầm hơn mọi khi. Nhưng như thế không hẳn là đã tốt. Nhiều con đã làm việc quá sức mà chết, khiến số lượng kiến trong bầy sụt giảm đáng kể. Uống rượu quá nhiều thì con người sẽ bị bệnh với các triệu chứng như là buồn nôn và nôn.
kiến cũng có các triệu chứng này khi nốc cồn quá nhiều. Sau khi nôn thì chúng sẽ bớt say và dần tỉnh táo hơn. Nếu lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài thì kiến sẽ bị suy nội tạng do uống quá nhiều cồn. Cơ bản là không khác con người lắm. Thế nếu có thể nghiện rượu được thì liệu kiến có nghiện được các chất kích thích khác không? Câu trả lời là có. Kiến có thể cảm thấy phê pha sau khi tiêu thụ các chất gây nghiện. Một nghiên cứu từ năm 2016 cho biết, kiến thậm chí có thể nghiện ma túy. Nếu kiến tiếp xúc với thuốc, chúng sẽ dễ dàng bị thu hút và có thể thích nó hơn cả đường. Ngoài tự nhiên thì kiến có thể thấy phê pha bằng cách ăn thuốc phiện hoặc là các loại quả mọng độc. Sau khi ăn, chúng sẽ có thể phê đến mức rơi vào trạng thái tê liệt luôn. Lưu ý là bọn này thuộc dạng dân chơi cổ điển nên mấy thứ như là cần cỏ không làm chúng bay được. Côn trùng không có thụ thể cannabinoid cho nên dù hút bao nhiêu cần thì chúng cũng không thấy gì đâu. Một nghiên cứu cho thấy những con kiến sau khi tiếp xúc với morphine đã nhanh chóng trở thành con nghiện. Tương tự với nghiện rượu, chúng đổi menu từ thức ăn thông thường chuyển sang ăn morphine. Và nếu ăn đủ nhiều thì chúng sẽ chết vì sốc thuốc. Tùy vào loại thuốc đó là chất kích thích, an thần hay trầm cảm mà thời gian tiêu thụ và liều lượng thuốc cần ăn để chết sẽ khác nhau. Bài học rút ra là gì? Các nhà khoa học rất độc ác và chắc chắn rất nhiều con kiến đã chết vì những nghiên cứu này. Hãy dành một phút để mặc niệm cho chúng. Trong lúc đấy tôi sẽ đi mua thuốc diệt kiến, chẳng hiểu tại sao dạo này nhiều thế. Được xuất hiện trên TV là ước mong của mọi người. Ai mà chẳng muốn được nhiều người biết đến hơn và trong một viễn cảnh tốt đẹp là được trở thành idol quốc dân. Để lớn lên TV thì rõ ràng không hề đơn giản. Nhưng nếu tôi nói rằng, dù bạn không có gì trong tay ngoài một khiếu hài hước bẩn bựa và một cái mặt nạ mà vẫn có thể lên TV trong những một phút thì sao? Vụ cướp tín hiệu Max Headroom xảy ra vào đêm ngày 22 tháng 11 năm 1987 khi tín hiệu truyền hình của hai đài ở Chicago và Illinois bị tấn công và hiện lên hình ảnh của một người không rõ danh tính, đeo mặt nạ và trang phục của nhân vật Max Headroom trước sự chứng kiến của hàng nghìn hộ dân đang xem TV. Để thêm ngữ cảnh thì đây là Max Headroom, một phát thanh viên dẫn chương trình về các trend mới đương thời, nổi tiếng với phong cách diễn xuất như một robot đến từ tương lai. Thì đó, vụ xâm nhập đầu tiên diễn ra vào lúc 9 giờ 14 phút tối trong phần thể thao của chương trình The 9 O'Clock News của WGN-TV. Bỗng dưng, màn hình TV dần chuyển sang màu đen trong khoảng 15 giây, trước khi cảnh quay một người đeo mặt nạ Max Headroom và kính râm hiện ra. Người này lắc lư một cách thất thường trước một tấm kim loại lượn sóng đang xoay mòng mòng, cố gắng bắt chiếc cử động của Max Headroom thật, kèm theo âm thanh ù ù và rè rè như bị điện giật. Toàn bộ cuộc xâm nhập kéo dài khoảng 20 giây và kết thúc khi các kỹ sư tại WGN thay đổi tần số tín hiệu liên kết phòng thu phát sóng với máy phát của đài trên đỉnh trung tâm John Hancock. Khi quay trở lại sóng truyền hình, người dẫn chương trình thể thao của WGN, Dan Ron đã nói: "Chà, nếu một người đang thắc mắc chuyện quái gì đã xảy ra thì tôi cũng vậy." Và nói rằng máy tính chạy tin tức đã bị chiếm quyền và làm mấy trò hơi điên điên một tí. Ron tiếp tục bắt đầu lại bản tin của mình về trận đấu trong ngày. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Cùng đêm đó vào khoảng 11 giờ 20 phút tối, tín hiệu của đài địa phương WTTW đã bị gián đoạn khi đang phát sóng loạt phim Doctor Who Horror of Fang Rock. Thủ phạm cũng lại chính là kẻ mạo danh Max Headroom. Lần này hắn có đủ thời gian để nói chuyện, nhưng với âm thanh bị bóp méo đi. Hắn nói ai đó là kẻ mọt sách, khẳng định là mình giỏi hơn phát thanh viên thể thao WGN Chuck Swirsky, giơ lon Pepsi lên trong lúc nói hãy bắt lấy làn sóng, một khẩu hiệu trong chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola có hình ảnh của Max Headroom. Hắn sau đó đeo một thứ có vẻ là dương vật giả vào ngón tay giữa rồi giơ lên, sau đó bắt đầu ngồi và hát. Max giả mạo này đã hát câu "Tình yêu của anh đang phai nhạt dần", ngân nga một phần bài hát chủ đề của loạt phim hoạt hình năm 1959 Clash Cargo và nói: "Tôi vẫn nhìn thấy chữ X, liên hệ đến tập cuối cùng của series đó." Hắn cũng giả vờ đi vệ sinh và phàn nàn về đống phân của mình, nói rằng hắn đã tạo ra một kiệt tác khổng lồ cho tất cả mấy thằng mọt sách hay gì gì đấy. Sau một đoạn edit khá thô sơ, hắn di chuyển gần như ra ngoài màn hình bên trái để lộ phần mông ra. Còn phía bên phải khung hình có một nhân vật nữ mặc trang phục hầu gái Pháp. Rồi cô bắt đầu đánh đít tên Max giả mạo này bằng một cái vỉ đập ruồi. Hình ảnh mờ dần và sau đó, người xem được quay lại chương trình phát sóng Doctor Who. Tổng thời gian gián đoạn là khoảng 90 giây. Ok.
các kỹ thuật viên trường quay đã không thể xử lý được vụ cướp tín hiệu này vì vào giờ đó, không có nhân viên kỹ thuật nào trực ở nơi đặt tháp phát sóng của đài. Các kỹ thuật viên giám sát đường truyền từ trụ sở WTTW đã cố gắng thực hiện các biện pháp khắc phục, nhưng không thể. Chương trình Max Headroom Fake này chỉ kết thúc khi mà những kẻ hacker dừng nó, trước phiên nhà đài không làm được cái gì cả. WTTW đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ những người xem thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Vụ chiếm sóng này thành công là vì những tên hacker đã gửi tới tháp phát sóng một đường truyền mạnh hơn đường truyền phía nhà đài gửi đi. Đây là điều khá khó để thực hiện vào năm 1987, nhưng không phải là bất khả thi. Các chuyên gia nói rằng những kẻ cướp sóng chắc hẳn phải có chuyên môn kỹ thuật sâu rộng và có nguồn năng lượng truyền tải đáng kể. Và chúng chiếm sóng để dùng vỉ ruồi đập vào mông nhau. Đến nay vẫn chưa ai chịu trách nhiệm về hành vi cướp sóng này. Giả thuyết khả thi nhất về danh tính của Max và đồng bọn có thể là những nhân viên bất mãn hoặc là nhân viên cũ của đài WGN, hoặc chúng là thành viên của cộng đồng hacker ngầm Chicago. Tuy nhiên, giả thuyết thì chỉ là giả thuyết, bất chấp nhiều cuộc điều tra chính thức của cơ quan thực thi pháp luật ngay sau vụ việc và nhiều cuộc điều tra khác của các thám tử online, thì đến tận bây giờ, danh tính và động cơ của những kẻ này vẫn còn là một bí ẩn. Nếu bị tóm thì những tên này phải đối mặt với mức phạt tối đa là $100,000 với quà tặng kèm theo là 1 năm tù. Dù vậy, thời gian điều tra 5 năm đã hết vào năm 1992. Vì vậy, những kẻ chịu trách nhiệm về vụ cướp sóng sẽ không bao giờ phải đối mặt với hình phạt hình sự nếu như danh tính của chúng bị tiết lộ. Và bây giờ là thời lượng của một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng của video. François Vatel là một người Pháp và được xem là người đã tạo ra whipped cream. Cái chết của anh rất là kỳ lạ. Ngoài việc chế ra thử kem nổi tiếng thì anh còn có vai trò là người phụ trách và sắp xếp công việc cho các quan chức. Nôm na thì khá giống là quản gia. Vatel chịu trách nhiệm tổ chức một bữa tiệc xa hoa của tướng Louis đệ nhị, công tước Bourbon, với khoảng 2.000 khách mời nhằm vinh danh Louis 14 vào tháng 4 năm 1671 tại Château de Chantilly. Nhưng theo một lá thư của nữ quý tộc Madame de Chevigny, hải sản đã giao đến muộn và khiến bữa tiệc bị chậm trễ. Vatel vì quá đau khổ nên đã tự sát bằng cách dùng kiếm đâm xuyên qua mình. Một lúc sau có người đến báo cho anh biết là hải sản đã tới nơi, nhưng chỉ thấy anh nằm sóng xoài ra đấy với vũng máu ở dưới đất. Ok. Tiếp theo, vào năm 1992, Tổng thống George W.H. Bush đón chào năm mới với chuyến công du dài 12 ngày tại châu Á và Thái Bình Dương để thảo luận về việc Mỹ điều chỉnh lại các quan hệ và chính sách kinh tế sau chiến tranh lạnh. Vào ngày 8 tháng 1, Bush đã đến Nhật và dự một sự kiện cấp nhà nước dành cho 135 nhà ngoại giao được tổ chức tại dinh thủ tướng Nhật Bản. Giữa tiết mục thứ 2 và thứ 3, Tổng thống Bush tự nhiên nôn vào người thủ tướng Nhật Kichi Miyazawa rồi ngất xỉu. Khi vẫn còn nằm trên sàn, Bush đã nói đùa với bác sĩ riêng của mình, Burton Lee, hãy lăn tôi xuống gầm bàn cho đến khi bữa tối kết thúc. Tổng thống sau đó nói với mọi người rằng mình chỉ bị cảm một chút thôi chứ không sao đâu, rồi nhanh chóng chuồn êm. Vụ việc được đưa tin rộng rãi, đặc biệt là vào thời điểm rất nhạy cảm vì chỉ vài tuần nữa là cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ở New Hampshire sẽ diễn ra. Mà nôm mửa bẽ mặt này đã trở thành miếng mồi tuyệt đỉnh để các diễn viên hài thay phiên nhau trêu chọc trên các chương trình truyền hình. Tệ hơn nữa, đoạn phim Tổng thống nôm mửa được phát trên đài ABC giúp toàn thể người dân Mỹ được chiêm ngưỡng vụ việc ở hình ảnh 4K sắc nét sống động bậc nhất. Cũng vì vụ việc này mà ở Nhật Bản, tên tuổi của Tổng thống Bush cùng màn ngoại giao đặc sệt của ông đã được công chúng lôi ra bàn tán trong vài năm. Theo Bách khoa Toàn thư về truyền thông chính trị, sự kiện này đã thành meme. Và người dân bắt đầu mô tả việc nôm mửa với cụm từ Bushusuru, tức là làm cái trò Bush ấy. Gọi đây là khủng hoảng ngoại giao là còn nhẹ đấy. Còn nữa, Tachanka là một chiếc xe đẩy hoặc toa xe được trang bị một khẩu súng máy hạng nặng ở phía sau. Loại vũ khí này được sử dụng nhiều nhất trong Thế chiến thứ nhất và nội chiến Nga. Chiếc xe được kéo bởi 2 hoặc 4 con ngựa, khiến nó trở thành một trong những loại pháo tự động hóa và mang tính cơ động cao đầu tiên. Vì súng được đặt hướng về phía sau, cho nên chúng cũng được sử dụng trong các cuộc đột kích để bắn yểm trợ vào những kẻ thù đang truy đuổi. Và cuối cùng sẽ là vài phút để đọc cũng như phản hồi một số comment được chọn. Xin chúc mừng các bạn đã được lên TV nhá. Fan fight: khi triết gia bị chê nghèo, Thales được coi là triết gia đầu tiên, người già nhất trong thất đại triết gia, cha đẻ của khoa học, toán học và suy luận logic. Có lẽ những ai đang học toán cấp 3 thì sẽ biết định lý Thales là của ông ấy đấy. Đường song song một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì sẽ định ra những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Như đây là AD trên DB bằng AE trên EC các thứ. Đó, thì có lần ông bị chê cười là lúc nào cũng chỉ lo suy luận vẩn vơ, mặt lúc nào cũng hẩy lên trên trời mà không lo làm ăn, để cho bản thân bị nghèo hèn. Thales trả lời đại loại rằng người quân tử theo đuổi chân lý mới là việc khó, chứ dăm ba cái trò buôn bán của tiểu nhân dễ ợt chứ nhằm nhò gì. Để chứng minh là mình đúng, Thales nhìn lên trời xem thiên văn, đoán rằng năm sau ô liu sẽ rất được mùa. Thế là ông gom hết tiền tiết kiệm trong nhà, mua sạch máy ép dầu ô liu trong thành với giá rẻ. Quả thật, đến năm sau, mùa ô liu trùng lớn,
người người nhà nhà đi tìm mua máy ép ô liu để thu hoạch, nhưng mà chỉ mỗi Talet có. Thế là ông cho thuê máy với giá cực cao, thu về được một đống tiền. Tất nhiên toàn bộ việc làm ấy chỉ là để chứng minh rằng ổng đúng thôi, chứ sau đó ông lại chuyên tâm nghiên cứu về triết học. Fight. Vào năm 1994, một cửa hàng McDonald's ở Mỹ đã bị kiện vì cà phê quá nóng. Vào một buổi sáng, bà Stella Liebeck được cháu trai của bà chở tới McDonald's để mua đồ ăn sáng. Bà đã gọi một cốc cà phê nóng. Chiếc xe của cháu trai thì không có chỗ đựng cốc, cho nên bà đã để cốc cà phê nóng lên chân và mở nắp ra để cho sữa và đường vào. Nhưng Stella đã lỡ tay làm đổ cà phê vào người và bà bị bỏng nặng cấp độ 3/16% cơ thể. Stella muốn cửa hàng McDonald's bồi thường cho bà $20,000, nhưng mà họ từ chối. Kết quả là bà đã đi kiện. Bạn có thể nghĩ là bà Stella hơi quá đáng, kiểu chắc chắn bà biết là cà phê nó nóng đúng không? Rõ ràng là do bà vụng về mà. Nhưng mà xem kỹ vụ án mới thấy có chút khúc mắc. Đó là McDonald's cố tình đưa cà phê cho khách với nhiệt độ nóng hơn bình thường rất nhiều, 80-90°C. Họ làm vậy là để khách mất nhiều thời gian để uống một cốc hơn, và thế có nghĩa là ít khả năng họ sẽ đi xin refill miễn phí hơn. Đầu óc tư bản. Các thẩm phán biết điều này, cho nên kết luận bà Stella thắng kiện. Và không chỉ nhận được $20,000 như yêu cầu ban đầu, Stella còn mang về tay tận $2.7 triệu. Thực tế từ năm 1982 cho đến năm 1992 đã có hơn 700 người bị bỏng vì cà phê của McDonald's, nhưng những vụ kiện trước đó đều không có kết quả gì cả. Hy vọng cái fact được lên TV và bổ ích. Fact là phim thời xưa nguy hiểm lắm. Chắc các bạn biết về huyền thoại phù thủy xứ Oz đúng không? Một bộ phim rất hay dành cho trẻ em với phân cảnh rất đáng nhớ khi mà chuyển từ không màu thành có màu ấy. Nhưng có lẽ các bạn không biết được về những gì mà diễn viên phải trải qua. Người đóng vai Tin Man, Buddy Ebsen đã phải vào viện vì hít quá nhiều bụi nhôm, thứ mà dùng cho trang phục của anh. Buddy sau đó đã thôi việc và vai Tin Man được chuyển cho người khác là Jack Hurley, người mà sau đó cũng phải vào viện vì anh phải bôi sơn nhôm lên mặt mỗi ngày, khiến cho mắt bị tổn thương và phải đi viện điều trị. Diễn viên Ray Bolger đóng vai Scarecrow thì bị ngay một vết sẹo trên mặt trong khi đang tháo chiếc mặt nạ của mình. Margaret Hamilton, người đóng vai phù thủy xấu xa, đã bị dính lửa trong đoạn bà biến mất trong một tia sáng. Đội làm hiệu ứng đã làm nổ quả pháo quá sớm, khiến cho quần áo của bà bắt lửa, bị bỏng tay và mặt. Xong lần khác thì bà phải quay một cảnh khác cần có pháo nổ. Margaret đã từ chối và để diễn viên đóng thế lên thay. Và người diễn viên đóng thế đó cũng bị bỏng luôn. Tệ nhất chắc hẳn phải là người đóng vai chính Dorothy, Judy Garland. Lúc đó cô 16 tuổi mà đã bị bắt dùng thuốc liên tục. Khi diễn thì uống thuốc để tỉnh táo trong nhiều tiếng đồng hồ, và khi không diễn thì uống thuốc ngủ. Cứ như vậy, một vòng luẩn quẩn toàn thuốc là thuốc. Đấy là còn chưa hết, ở phân đoạn mà có tuyết rơi, đấy là amiăng, một thứ cực kỳ độc hại. Nếu hít phải, nó sẽ ở trong cơ thể suốt đời và gây các bệnh nghiêm trọng về phổi. Thực sự, diễn viên ngày xưa khổ hơn bây giờ rất là nhiều. Và đó cũng là kết thúc của số bổ não ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.